sân khấu cải lương trên sóng truyền hình Đồng Tháp 1.
vàng cho bạc mỗi khi con đau con bệnh là bà phải thức suốt đêm ngày. Don't
mày đừng nói gì hết á. Ở đây chờ tao. Ba. Tiền bạc của mày gửi về, má mày may được mấy bộ đồ đây nè, đem nó đi. Tự hậu mày đừng có lo cái mặt mày về đây nữa. Đi đi. Ba ơi, ba không thương con sao ba? Mày đừng gọi tao bằng ba, vì người đang đứng trước mặt của tao tuy là xác con the, nhưng tâm hồn con hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, nay đi làm bại hoại gia phong lễ giáo của nhà tao. Trời ơi, tao tưởng đâu mày làm ăn lớn thiện, chứ tao đâu có nhà. Mày đem tin tiếc đi ban khắp người ta lấy tiền nuôi mẹ cha. Mày, mày cái quân mất dạy, đừng kéo hắn về đây làm nhục. Mày đừng nói gì nữa. Không có bậc cha mẹ nào bắt con gái mình phải đi làm nỉ. Mà nếu cha mẹ nào dẫn cái đồng tiền theo đạo đó là bậc cha mẹ vô liêm sỉ. Mày thành quỷ thành ma rồi. Đi khỏi nhà tao. Ủa, gì đây, đồ đạc của ai mà quăng tùm lum vậy nè? Con diệu này sao mà nó hư dữ vậy ông à? Ủa, The, con về hồi nào vậy? Con sao con khóc vậy con? Bà buông nó ra cho nó đi. Có chuyện gì vậy ông? Con nó mới về mà. Nó mới về nhưng mà tôi đuổi nó đi đó. Coi mà, sao ông đuổi con nó đi? Phải có chuyện tôi mới đuổi, chứ khi không tôi đuổi sao được bà. Chuyện gì vậy con? Mà cái chuyện động trời chứ không phải là chuyện nhỏ nghe bà. Ông à, con nó mới về. Ông làm gì ông la rầy nó hoài vậy? Ông thiệt là bởi vì người ta đặt ông là ông số khó là phải lắm mà. Khó cái gì? Mà biết từ mấy lâu nay nó lên Sài Gòn nó làm gì hết trơn không? Ờ thì nhất nó đi làm ăn rồi nó đem tiền về nó nuôi ông với nuôi tôi, chứ nó lo gia đình này chứ nó có làm gì đâu. Nếu mà nó làm ăn đàng hoàng tôi đâu có nói mà. Đằng này nó lên trận nó làm. Làm cái gì? Tôi nói không được bà ơi. Có cái gì đâu mà ông nói không được. Nó làm gì ông nói tôi nghe coi. Bà biết từ bấy lâu nay nó lên trên Sài Gòn nó làm gì hết trơn không? Nó làm cái gì? Nó làm gì? Trời ơi là trời. Mẹ. Ông ơi, ông nói nhỏ nhỏ vậy ông. Con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm. Nó đâu phải là con thân.
xì xào tin ra tin vô. Làm sao mà tôi chịu nổi? Không, con the nó phải đi ra khỏi nhà này. Ông quyết định đuổi con the. Tôi đuổi nó đó. Nó phải dám chịu. Nó đừng có đem cái nhơ nhốt đem vô nhà này. Nó phải đi. Nó phải đi tôi mới yên tâm bà. Mơ ơi, mơ cứu con mơ ơi. Trời, xuống đây cứu mày cũng không được, chứ đừng có nói tới má mày. Bây giờ mày có chịu đi chưa? Mà mày đi chưa? Tôi nghĩ con mà ông ơi. Mày không đi chứ. Được. Tập tử dân tập chết cho mày dữ. Tập nhập dân tập chết cho mày dữ. Ông mày trời đất ơi hứa. Chú biết mà, chú biết là thế nào con cũng quay lại với chú mà. Con khỏe không con? À, chú ơi, hả? Bữa nay chú không có đi làm sao? Chú bệnh hai ngày nay rồi. Sao mà chú chạy xe rác mười mấy năm nay rồi mà sao chú chưa quen được cái mùi con bệnh hoài à con ơi? Chú ơi, hả? Bữa nay chú bận áo gì thấy lạ lạ. Lạ gì? Áo này áo của chú mà lạ gì?
Con nhìn con thấy quen lắm. Quen không? Dạ. Chú nói con nghe, mày đi mày đâu có lại để lại kỷ niệm gì cho tao nhớ mày. Tao nhớ mày quá trời, tao không biết làm gì. Tao lấy cái áo mày ủi trái tao ra mặt nè, mày nhớ không? Kỷ niệm. Thôi con, bây giờ con ở đâu, con làm gì ở đâu, nói chú nghe coi. Bây giờ chú đi đâu vậy? À, chú đi vô sở coi có lương chưa chú lãnh. Còn bay, 20 mấy ngày nay đi là bạc tâm bạc tích, không cho chú biết là đi đâu. Tệ ghê là, đi đâu vậy con? Cháu đi vì một lý do riêng chú à. Lý do riêng phải không? Chứ không có dính líu gì con Duyên Tùng phải không? Dạ không. Thôi chú không mừng. Chú lấy làm lạ là bởi vì khi cháu đi rồi thì cái sáng bữa sau thằng Tùng nó có tới tàu, nó đấm ngực nó kêu trời. Thôi, con không thể nói ra là chú không có ép con đâu. Thôi được rồi. Bây giờ cháu tính đi đâu? Hả? Bây giờ thì cũng tối rồi. Cháu xin phép chú Năm cho cháu nghỉ tạm. Rồi sáng mai cháu mua vé xe xuống Cần Thơ. Cháu có người thân ở dưới. Được rồi, không có gì đâu con. Cái phòng mà con bỏ con đi tới giờ chú không cho ai mướn hết á. Có cái gì nhờ chú giúp đỡ, khó khăn gì cứ nhờ chú ha. Nói chứ không phải khoe mày cho tao nghèo lắm. Đừng có sợ cái gì hết trơn á, nghe không? Ê chú ơi, anh Tùng tới. Chú xin phép cho cháu lánh mặt. Sao vậy? Chú đừng cho biết là cháu ở đây nghe chú. Hương. Cháu xin phép chú. Sao vậy? Dạ. Sao vậy con? Hương. Chú Năm. Hương. Con mới vừa thấy Hương. Chú Năm ơi, Hương đâu? Hương phải không chú Năm? Hương nào? Hương vậy rồi hả? Vô nhà rồi nè. Đâu có. Trời đất ơi, nó bỏ đi 2 mấy ngày nay đâu có về đâu. Chú đừng có giấu con. Trời ơi, con thấy Hương rõ ràng mà. Trời, tao lớn tuổi mà giấu hồi nào đâu. Nó không có về. Bình tĩnh đi, không có. Không có Hương, con lộn ai rồi. Chú Năm, chú thương con đi. Chú thương con còn hơn thương chú đó mà. Nó nói trọng quá, nói trọng gì. Không có gì. Thiệt, tao thề luôn á. Hương, mở cửa cho anh đi Hương. Anh biết em ở trong đó mà. Hương, mở cửa cho anh. Anh biết em, cố tình em lánh mặt anh mà. Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết chứ. Hương.
mở cửa, mở cửa cho anh Hương. Nếu em không mở cửa, anh sẽ đen chờ em hoài. Khi nào em mở cửa anh mới về. Hương, mở cửa đi. Để anh coi em lánh mặt anh tới bao giờ. Mở cửa đi. Lại cho dì hai dân hương con. Dạ dạ dạ. Sao mày ồn ào quá vậy? Dạ. Mồ Phật. Ôi trời 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 trời. Yên tĩnh cho tao tụng kinh. Dạ 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 dạ. Nha con. Dạ 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 xin lỗi nha. Ngoan nha con. Dạ 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 dạ. Ôi dạ. Nguyện đem lòng thầm kinh gửi theo đàm mây hương. Phàng Phật mười phương cùng dương vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh tinh tặng. Tinh nhà cũng tinh đó trời. Vậy mà tinh vậy mà cũng đăng đỡ trời. Kỳ cục vậy. Cái gì vậy trời? Báo. Sao mày cứ ồn ào hoài vậy? Mày cười quá. Mày ồn ào hoài làm tao đọc lộn mày nè. Lộn gì? Hiến tặng. Gì hiến tặng cháu nó gì hay? Tao mới ghi mày ơi. Hiền tăng mày trời im lặng giùm cho gì đi. Hiền tăng mà đọc hiến tặng rồi Phật nào chứng cho bả trời. Trời ơi thiệt cái thằng nó làm phân tâm quá Phật ơi. Hiền tăng. Thôi. Mô Phật, hiền xin tăng. Phật làm ơn cho con trích ngang đi ha. Đọc trích ngang đi. Trong kinh mình cũng trích ngang nữa. Trời. Cầu xin chư Phật gia hộ cho con tam nghiệp thanh tịnh thông không tình. Làm ác ý nhân nghĩ ác cầu trong lời ác. Chị hai mà không ác hả chị hai? Cha mày có hồn cách hả? Ba bị ông này im lặng mà sao mày cứ ồn ào làm sao mà tao tụng kinh chứ hả? Hả? Mày đúng là cái thứ cô hồn mà mày lộn lên đây để mày phá nhà trai hả? Con nghe gì hai tụng nói không có làm ác. Nè, tao nói mày nghe chưa? Dạ. Tới tháng 7 rồi nè. Mày yên đi, mày để yên cho tao tụng cái tháng 7 tao cúng gạo với muối cái cốc ổi rồi tao tiễn dân mày. Cúng gì đâu mà ai ăn cốc ổi. Giờ mày nín đi, mày cho tao đọc thêm hồi kinh nữa có được không? Kinh hấp dẫn lắm. Im đi. Cho tao đọc thêm hồi nữa cho xong nè. Dễ mà cũng đòi tu. Tông tham sân si mạng nghĩ ác kiến hết thảy đều dứt sạch nào nam mô cầu sam hối bồ tát hiền. Không ham sân si gì đâu mà ác mà chửi bới người ta vậy. Con nói gì hai tin này rất là hấp dẫn nè. Vợ ngoại cho trời ơi mồ Phật làm ơn cho con xin nghỉ tu 5 phút để con chửi cái thằng chó đẻ này mới được. Trời ơi trời, mày bây giờ cái việc của tao nhờ mày mày làm xong chưa? Hả? Mày xả thân ở đây chứ hả? Mày làm xong chưa? Con nói gì hai nghe cái tin này rất là hấp dẫn đây nè. Vợ ngoại tình thông đồng với người tình chặt chồng ra 3-4 khúc đây nè. Hấp dẫn quá trời con mới kêu gì hai con. Còn cái việc của tao biểu mày làm chưa? Hả? Việc gì? Trời đất ơi, cái việc gì giờ nó còn hỏi. À, con nhớ rồi. Như vậy là vậy hai không tin con hả? Vì yên lòng đi, ráng chờ tới mày. Rồi vì sẽ thấy tôi có đủ
tin con đi. Ôi, chuyện có đáng gì đâu. Nói cho quá. Tóc sao thấy nước qua mây, hay qua môi qua mắt. Làm thầy đờm làm như là cứ múa vậy. Nè, dì cứ yên tâm. Để coi sự đời. Tao cũng chóng mắt mà coi đó. Chuyện bất ngờ tưởng không hề xảy ra. Vậy chứ hôm nay đó, tao hỏi mày nè, mày đi xứ nào, tao đã có lòng trong. Dạy tư bàn chuyện làm ăn giữa bọn bán buôn, còn trong dòng làm sao mà nói đò. Nhưng vì nên nhớ tôi có ngón đờn, với ba tấc lưỡi thì ai mà không cảm. Thôi mày đừng có chọc tao à nha. Vì hãy ráng chờ tới đi rồi bớt mức nóng nói kể. Giờ tao hỏi mày, mày muốn nói cái gì? Nè uống trà đi con nói chuyện với chị. Cái công việc mà tao giao cho mày, mày làm xong chưa? Dạ, rồi đó mày đọc báo hoài, mày sướng quá, mày rảnh quá. Xong xuôi rồi mới ngồi đây nói chuyện gì hai mới vui vậy chứ. Mấy bữa đài là con đi lấy thiêu. Làm gì? Tự nhiên đi lấy thiêu. Sao tao đi tao không thấy mày? Vì đi nào chảnh? Tao đi hồi giờ ngọ. Vì đi lấy thiêu làm gì? Trời đất ơi, tao đi làm gì kệ tao, tao đi lên tao tìm con Hương. Kiếm Hương? Ừ. Chi vậy? Trời ơi, kệ tao nhưng mà thằng này lãng nha. Tao tìm con Hương, tao tìm tận nhà của nó luôn. Tao gặp ba của nó rồi. Tao nói cho ba nó biết là nó làm ý ở trên này. Hai ơi, dì Hai giết con rồi. Con đã dụ được nó lên trên này, tự nhiên dì Hai gặp ba nó chị. Trời ơi là trời ơi. Trời đất ơi, thì chuyện của tao chứ mày làm gì mày lên, mày nhảy đổng lên vậy? Thằng vô duyên không? Duyên gì? Cái chuyện của tao kệ tao, mày làm gì mày lá làng lên vậy? Lá làng đi xíu xíu gặp mà không chịu nói người ta vậy trơn á. Ai vậy? Trời ơi. Diệu. Vừa gõ cửa vừa lú luôn, thấy sợ. Ai vậy? Trời ơi. Diệu bạn con. Bà con, bạn con. Vô đi. Gì á? Nhà sạch quá à. Tao guốc mất vệ sinh. Gì hả? Rồi sao? Dạ. Không sao đâu con, không sao đâu bà trời ơi. Dạ. Cái lỡ nó dơ gì Hai lao. Ừ, dì Hai hiền lắm, dì Hai lao cho dì Hai. Hai thương người lắm. Dì Hai lao tối ngày đó. Làm gì kẹt lên chi cho người khổ vậy con. Thôi để xuống đây em, để. Để không sao đâu mà. Để xuống đây nè. Dì Hai. Ở con cứ nói. Dì Hai của anh đó. Để đây. Dì Hai của anh. Chàng ơi. Gì? Nhớ là anh nói là anh mồ côi, không cha không mẹ, không thân bằng quyến thuộc họ hàng gì hết trơn mà. Mới nhìn được á. Mới nhìn. Giống không? Giống không? Mới nhìn được á. Dạ. Con à, con cứ tự nhiên á không con? Con cứ coi đây là nhà của dì Hai như nhà của con vậy đó. Nhà của dì Hai rộng dữ lắm. Rồi hai ba người ngủ giường á. Mày làm gì mày dòm tao như vậy? Hai ba người ngủ giường. Ủa sao tự nhiên người ngủ chung vậy? Không phải bậy. Nói chung là nhà nhiều giường, hai ba giường. Ừ. Hiểu không? Hai ba giường là... Đi mua cơm phải không? Ừ. Hai phần. Đây em. Quên nữa chứ cái vụ tiền bạc này tôi tự tính không à. Con ở tự nhiên nha con. Ở chơi nha, nhiều cơm mua cơm vô ăn nha. À, cho biết nhà anh đây này. Trời ơi, anh quên rồi hả? Hôm dưới quê anh gặp em, anh có chỉ địa chỉ rồi. Có chỉ cho em hả? Có, sao không nhớ vậy? Quên. Nhưng quên chuyện cũng quên, giải nhiều quá anh quên. Em à, em biết sao mà em lên em gặp anh đâu? Bác kêu lên đây, hai bác kêu lên. Không. Cứ sao? Em tức. Tức cái gì? Em cần gặp anh để hỏi chuyện. Mà hỏi chuyện gì? Rồi cái vì cái chỗ mà cần gặp anh đó nên em xuống nhà bác Bảy Phàng. Thì bác Bảy Phàng nói với em á, là anh về Sài Gòn rồi. Nên em ra bến xe em đón xe em đi gấp lên đây để hỏi nè. Có biết? Tức là
tức tức cái vụ anh với chị hai em phải không? Chứ gì nữa. Ồ, dạ anh nghe em hỏi nè. Hỏi đi. Cái hôm ở nhà em đó, rồi anh gặp chị hai nè. Ừ. Rồi mà lúc đó em phải đi chợ để mua cá nấu cơm cho chị hai em ăn đó. Ừ. Rồi em đi chợ ở nhà. Ừ. Anh với chị hai em hai người nói với nhau gì? Dạ chịu nghe ha. Hỏi hai anh người trả lời. Chuyện nhau gì mà em nhìn lạ lắm. Nhưng mà tôi hỏi tôi nói không có buồn rồi nha. Không có buồn đâu. Thà em biết được sự thật đi. Chuyện gì mà hai người úp úp mở mở. Nó ngộ lắm, đôi mắt hai người kỳ cục lắm. Anh muốn nói với em cái chuyện anh với chị hai em lâu lắm rồi. Mà nói ra sợ em buồn thôi cho nên anh không dám nói. Nói đi. Em nói không có buồn đâu, em phải biết sự thật. Chuyện gì vậy? Anh chị hai em là gì? Quen nhau lâu rồi. Quen trước ngày anh xuống dạy em lận. Quen nhau lâu rồi? Ừ. Chàng ơi, anh với chị hai em. Ừ. Biết nhau ở Sài Gòn nè em à. Chị hai của em gặp anh nên bỡ ngỡ lắm. Em có thấy không? Lý do bỡ ngỡ khi gặp anh đó là bởi vì chị hai của em là người không có đứng đắn. Chắc hay không mà anh nói chứ. Anh đã từng gặp chị của em giữa chốn ngựa xe này. Anh định nè, bởi vì chị hai của em làm ở một hàng buôn nên tới lui thì tự nhiên phải gặp như có gì lạ đâu. Biết ruột thịt mặc dầu. Chị hai của em là gái giang hồ, có cái tên rất đẹp là cô Hương đó. Chàng ơi, sao anh biết? Làm đàn ông mà sao không biết, tới lúa gặp hoài à. Anh nói với em sợ em buồn, em dùng tin anh vậy tư. Làm đó đó. Trời ơi. Bởi đâu dám nói đâu. Thôi thôi. Thôi sao? Em lên thăm anh để hỏi chuyện. Ai ngờ đâu biết thêm cái chuyện khác xấu hổ cho gia đình em. Ừ. Thôi đi, chuyện không tốt đẹp gì hết trơn, nghe làm chi. Thôi, về, về gấp. Ở đây ăn cơm đi, ở đây ăn cơm đi. Ông là ai à? Tự nhiên sân sân vô nhà người ta sao không gõ cửa ông? Cậu quên tôi thiệt sao? Chứ năm. Thôi khỏi. Năm cái xe hốt rác phải không? Thôi thôi khỏi, khỏi chú, khỏi thím gì hết trơn á. Cậu là thằng Điểu, cậu là cậu Định, đúng không? Chồng trước của con Hương, đúng không? Vậy chồng trước con Hương thì nó phải chuyện vô đây gì vậy? Ở Lê Thiêu, đúng không? Ở Lê Thiêu sao? Tôi ở Nha Trang, đúng không? Ở Nha Trang nhưng mà cái chuyện này nói với chú kiểu vậy? Gì? Cậu nói chứ ai nói? Chị hai luôn nói hả? Rồi sao? Bể là phải không? Bể việc là tôi nói cho chú nghe là thôi bây giờ chú ra đi để tôi giải quyết chuyện gia đình tôi rồi nói chuyện sau đi đi. Ông sao chú? Nói nữa đi chú, tự nhiên chú. Chú sợ ai mà chú không nói con? Dạ. Con ngồi con nghe hết nè. Dạ dạ. Nghe cái gì? Cậu là một tên lưu manh. Hiểu kế. Bất giải. Tôi nói thiệt cho chú nghe nha, tôi thấy chú lớn tuổi nha. Mày làm gì tao? Tôi không có nói nhiều với chú. Tôi nể tình chú ra khỏi nhà tôi đi, đừng có chửi tôi khốn nạn này nọ kia, tôi không dĩ tình đâu. Đi. Tao làm đừng chửi tôi khốn nạn vậy. Vì mày là thằng khốn nạn, cái mặt mày trông bảnh trai nhưng bên trong rất là tồi tệ. Nè, chú biết gì về tôi mà chú dội mắng tôi? Nếu như chú muốn tôi vẫn còn kích động thì chú hãy ngừng lại đi, đừng nói nữa mà chi. Tao nói chứ, nói cho tất cả mọi người hiện diện ở đây biết rằng sao mặt nạ này
cái tát tay. Mày gạt gẫm con hương bỏ đồng quê lãng mạn, mà tôi nổi tới đây khi không có tiền có bạc, tư con vô thân, phận gái phải tuổi thân. Mày ác lắm, mày ở với người ta rồi người ta hỏi cưới, tao đòi mày cưới mày nói mày không có bà con thân thuộc, mày quất ngựa mày tri phong, mày để người ta sống cảnh cực khổ nuôi con như vậy. Người ta làm gì để sống? Người ta phải bán thân người ta nuôi con người ta. Mày vừa lòng chưa cho đẻ? Được chưa? Xong chưa? Chưa, tao còn câu nào nè. Tại đây hỗn đản. Thằng cái đầu gì mày coi như tao nói mượn mày là có loài gì đâu. Mày không phải người ta. Mày là cái loài gì đâu á. Đứng đây tôi nói chuyện chú. Không, tao đứng đâu, tao đứng kề cha tao đúng không? Tôi xin đây nè. Tao có quyền. Tao có quyền đứng. Chú dám chửi tôi, chú đứng cho tôi nói chuyện chú. Vô nhà người ta chửi người ta nói này nói nọ. Cái chuyện gia đình của người ta chú xíu vô làm cái gì. Bây giờ tôi nói yêu cầu chú ra khỏi nhà tôi đi. Anh Định, nhờ có dịp này tôi mới biết rõ cái bộ mặt điểu cán của anh. Chịu à, nói anh thêm. Chị hai tôi nói đúng. Nói cái gì? Chị hai tôi nói anh là một tên Sở Khanh. Chị hai tôi nói quá đúng đúng không? Đúng. Ngày hôm nay tôi kinh tởm cái mặt anh rồi. Ừ. Rõ rồi đó chú. Quốc nước không? Tởm lắm, tởm cái mặt này lắm. Ừ. Kinh tởm đó. Anh nói em nghe nè. Vô cái này. Mày đâu? Tôi nói rồi nghe. Anh mà bước tới hả, anh đụng vô người tôi thưa mã tà bắt anh à. Em biết không? Dạ thưa chú. Gì con? Con cảm ơn chú thật là nhiều. Để chú xử nè. Sở Khanh. Ừ. Điểm giả. Né mặt ra ra nha con. Nhớ cái mặt này nha. Giờ còn tao với mày nè. Mày muốn gì? Mày muốn gì tao cũng chơi hết đó nhá. Kéo ra đi, kéo động động chơi. Sao? Mày ngồi tôi nói chuyện nghe. Không, tao không ngồi. Tao thủ mà ngồi gì. Tao ngồi cho mày đánh ra, tao đâu có ngu. Ngồi đi. Tôi nói gì không? Mày bỏ cái cây xuống nói chuyện với tao. Cây gì? Mày cầm gì đó? Tờ báo. Bỏ xuống nói chuyện tao. Con nít nói chuyện người lớn nói chuyện đàng hoàng. Giờ ý mày sao? Ngồi xuống đi, tôi nói chuyện chứ. Tao có quyền, tao đứng, tao lớn tuổi, tao có quyền làm gì tao làm. Đúng không? Kìa chú ngồi. Thì tao ngồi, mày làm gì mày la, mày khùng nó vậy? Thôi tự nhiên la, điên. Sao? Nhà người ta xông vô nó bẫy nó bạ để cho dịu đi, tôi thấy không? Tao vạch mặt mày ra cho mọi người thấy. Để đừng có bị làm mày nữa. Có căn hệ với dòng họ gia đình cậu chú. Ai mới quýnh tao vậy? Tôi nói thiệt chú á, hồi nãy giờ tôi nhịn chú nhiều lắm rồi. Mày làm gì tao? Tôi nhịn chú nãy giờ nhiều lắm rồi, nói thiệt chú. Mày dán làm gì? Thấy gì không? Mày xăm á hả? Một đi không trở lại. Một đi không trở lại? Ừ. Trời ơi, tôi quýnh chết mẹ mà rồi. Mày lấy gì mà trở lại? Chú nói sao, chú đánh chết mẹ tôi hả? Tao nói chơi. Còn đủ sức không? Tao nói trời ơi, tao nói thiệt mày già vậy chứ gân lắm nha. Trời ơi, mày tưởng mày xăm mày ngon hả? Tưởng có mình mày xăm hả? Xin lỗi mày à. Mày coi tao xăm là mày sợ là. Nè. Nè. Thấy không? Thấy chưa? Mấy cái mụn đó hả? Hả? Mụn đâu đó? Tao quên, tao xăm mông mà tao quên. Mong mày coi không được. Vậy mày muốn gì? Mày sao? Thấy gì không? Thấy gì? Gì cái này gì? Mấy cái thẹo thấy không? Mày nói mày có thẹo mày ngon hả? Bị chém mấy thẹo đó. Mày ngu mày bị chém mày nói mày ngon. Tao mày ngu. Mày ngu bị tao chém mày nói mày ngon. Mấy thẹo cung khao nữa. Sợ đi vô nhà nữa. Tao nói thiệt mày tao. Tôi nói thiệt với chú á. Cái đầu có cứng hơn cái này không? Mày sao? Mày chết. Bà con nó gọi nó hỏi đầu tôi kìa. Trời đất ơi, cái thằng này nó ác nhân, nó sát đất dễ sợ không? Đó. Trời, người ta già, người ta yếu rồi. Ờ. Người ta lớn tuổi rồi con. Ờ. Nỡ lần nào mày lấy cái mỏ mày gõ lên đầu của ổng. Bẫy cái mỏ tao sao? Gì bà nói gì bà? Bà nói gì bà nói gì? Bà sợ cái mỏ hơn hay cái đầu tôi hả? Chú á. Sao? Lớn tuổi rồi. Sao? Giờ cả mình lo yên thân yên phận đi. Vô nhà tôi đánh lộn làm gì? Xin lỗi chị nha, tôi không đánh lộn nha. Tôi đánh lộn là khi nào tôi đánh con người đàng hoàng kìa. Tôi đánh những thằng khốn nạn như đó là tôi đánh trúng. Nè, tôi nói gì? Tao nói chuyện với chị mày nha, tao nói với mày nha. Mày ngồi yên đi. Mày lấy cái mỏ mày khè tao hoài nha. Nha. Chú sao? Đừng có nói cái giọng đó nha. Giọng gì? Cái giọng sắp phơ của chú á. Đúng, tôi sắp phơ. Chị cũng sắp phơ. Nhưng mà sắp phơ của tôi là lái xe rác. Tôi chở rác, tôi đổ những nơi kín đáo để làm đẹp đô thành. Còn chị cũng chạy xe. Mà chị chở những định mệnh của con gái phụ nữ mà dưới quê nhẹ dạ. Người ta lên đây chị dụ người ta đi bán. Chị bán cuộc đời người ta. Chị buôn son bán phân. Nè,
đừng có ăn nói kiểu đó nha. Mỗi một việc đi cho. Chú mà nói nữa tôi kêu mã tà bắt chú á. Muốn không? Kêu đi. Ba người ta kêu đi, kêu bắt đi. Kêu bắt tôi đỡ trả tiền cho chị. Kêu đi. Tiền hả? Tôi tưởng chú nói chơi chứ. Đây nè, tôi qua đây định trả tiền cho chị nè. Chị kêu lính bắt tôi khỏi trả tiền. Tôi có tù lý gì trả chị? Đâu có. Nói chơi. Giỡn chút thôi mà, làm gì nóng như vậy, trả tiền gì, trả đi. Thế tiền cái mặt sáng nở. Trời, tiền cũng sáng, cái gì mới sáng chú. Lãng gì đó. Rồi, nói bây giờ tôi trả chị nha. Tôi trả tiền cho chị, tôi cấm chị qua nhà tôi. Chị làm khó dễ con Hương nữa, nghe chưa? Ừ. Nghe không? Có tiền làm khó làm gì? Coi lại sống cho đàng hoàng đi. Trời đất ơi, tiền mà vô. Đúng cha già này thiệt. Đúng là con người không cần tiền, hàng gì nghèo. Cha già chó cá. Ngon trở lại đây. Thôi mẹ ơi, cái giọng của mày á, đợi người ta đi mày mới lại làng đâu mà. Đánh con cha sôi rác, đánh con sông. Chia đi. Gì? Chia cái này cho con. Chia cho mày á, chia cho mày có củ rau. Chia cho mày, ăn củ lôi. Hương. Hương. Anh Tùng. Anh đi đi. Anh đừng gặp tôi nữa. Hương. Tại sao lại bỏ nhà ra đi? Có phải là anh làm điều gì cho em giận phải không? Em có biết là anh đi tìm em gần một tháng nay được không? Em biết. Khi em đi rồi, em biết anh tới nhà của chú Năm. Anh ngồi đâu, anh làm gì em cũng thấy anh hết. Tại sao em không kêu anh? Tại sao em lại lánh mặt anh? Em lánh mặt anh là muốn cho anh được trọn hạnh phúc, để em đừng tủi nhục khi đứng gần anh, để chúng ta mãi mãi là hai kẻ chung tình, không đổi thay dù cuộc đời thay đổi. Ai dạy em nói câu đó đó? Ai xúi bảo em? Em nói đi. Hương, trong cuộc đời này không ai có quyền xen vào chuyện riêng của chúng ta. Ai? Ai xúi bảo em? Em nói cho anh biết đi. Như nào vậy? Em hẹn anh có chuyện gì không? Anh Bình. Hương, có phải là không ai cản trở em hết, nhưng lương tâm em không cho phép. Anh Tùng, đây là anh Đình, chồng của em. Vợ chồng chúng em đã không bao giờ tôi xin xóa thấy
đừng giận, đừng buộc em tội nghiệp. Anh hãy đi đi, hãy về lo cưới vợ mà quên em đi. Phải, tôi sẽ cưới vợ. Người vợ của tôi sau này nhan sắc có thể không bằng cô, nhưng tôi tin chắc rằng tâm hồn của cô ấy trong sạch hơn cô nhiều lần. Vĩnh biệt anh Tùng. Vậy chuẩn bị đi Nha Trang với anh nhé. Cô Hương,
cô còn đến đây để làm gì nữa chứ? Đến đây trả lại cho Tùng một bức thơ. Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi đã gửi cho cô nhiều bức thơ lắm kia mà. Tại sao cô chỉ trả lại cho tôi có một bức thơ? Vì những bức thơ trước Tùng đã hiểu được Hương, nên Hương xin giữ lại. Còn bức thơ sau này, bức thơ sau này cô trả nó lại cho tôi là vì tôi đã vạch trần cái bộ mặt phũ phàng của cô rồi, có phải vậy không? Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Cô nên nói ngược lại. Trước kia tôi mới hiểu lầm cô, chứ còn sau này tôi mới hiểu đúng về con người của cô. Anh Tùng, cô còn muốn gì nữa? Tùng ơi, em chỉ xin anh hãy giùm nhận lại. Những thứ từ gì mà tôi đã gửi cho cô, cái nào cô muốn giữ thì cô giữ, cái nào cô muốn xé thì cô xé. Vì đối với tôi coi như là tôi chưa hề gửi cho cô một bức thơ nào cả. Chào cô. Anh Tùng, anh đừng tàn nhẫn với em quá. Cô hãy về đi, tôi không muốn nói nặng cô. Vì tôi nói nặng cô có nghĩa là chính tôi tự nói nặng lấy tôi. Có chuyện gì đó Tùng? Anh Hai. Ủa, cô Hương, cô tới thăm anh em tôi đó à? Dạ. Rồi tại sao cô lại khóc? Anh còn lạ gì nữa? Khóc để có cơm ăn, khóc để có áo mặc, khóc để có son phấn mà bôi lên môi, trét lên má màu hồng tươi thắm đó chứ. Không, Tùng, em không nên dùng những lời nặng nề như vậy để nói với cô Hương. Anh Hai, cô Hương không có xấu xa như Tùng nghĩ đâu Tùng à. Anh Hai, anh còn muốn binh cô ta nữa à? Bây giờ em đã có vợ rồi, anh không cần phải giấu giếm em nữa. Tùng à, cô Hương xa em là do nơi anh đó. Sao? Do anh? Phải. Vì anh không muốn, hay nói đúng hơn là anh sợ cô Hương sẽ trở thành vợ của Tùng. Anh Hai, sự thật là như vậy sao anh Hai? Phải. Vì thế nên Hương em thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn còn tha thiết yêu Tùng. Anh biết anh là người có tội, nhưng vì lời cắn trối của
Dạ anh hai, em vĩnh biệt anh Tùng. Hương, Hương ơi, trong khi Tùng cưới vợ để trả thù Hương, thì trái lại Hương tự hy sinh hạnh phúc tương lai mà dâng trọn cho Tùng. Bây giờ em đã biết rõ mọi việc thì quyết định như thế nào là tùy em, nhưng anh mong em hãy suy nghĩ cho thật kỹ khi quyết định những việc quan trọng như thế này. Cảm ơn anh hai. Cô Hương, cô sáng suốt lắm. Tôi tin là cô sẽ giúp Tùng giải quyết được chuyện này, nhất là sau khi cô gặp được vợ mới của Tùng. Đàn bà thì dễ thông cảm cho nhau. Chào cô Hương. Làm gì bây giờ hả Hương? Không làm gì kịp nữa. Muộn rồi anh à. Muộn. Hương ơi, tình yêu không muộn. Đây là chị bà con hay là chị
Trời ơi, bà con gì chị ruột của em đó. Anh không biết hả? Chị ruột? Vẫn là nhà anh không biết ha. Ngày đám cưới anh đâu có gặp chị hai. Anh Tùng ơi, sao vậy nè? Chị hai ơi, chị hai. Anh sao vậy nè, anh trúng gió. Chị biết tàu gió. Chị hai ơi, chị sao vậy? Trời ơi, em phải làm sao đây? Anh không sao hết. Anh trúng gió phải không? Chắc có lẽ là anh đứng ngoài nắng quá, anh thử rành. Anh hơi choáng váng thôi. Anh choáng váng. Anh không sao hết á. Còn chị sao mà chị cũng không sao hết em à. Chị thật sự khỏe chưa? Chị không sao đâu. Chị khỏe rồi. Còn anh khỏe như vậy? Anh khỏe rồi em à. Thôi, chị đến thăm em một chút rồi chị đi nha. Chị hai, chị nói vậy mà nghe được à? Chị đến thăm em, chưa uống một bát nước, cũng chưa ăn một buổi cơm, chưa bước vô nhà em nữa. Chị nói đi là đi sao á chị hai? Dịu à, chị hai bận công việc thiệt mà. Chắc có lẽ là công việc quan trọng, em đừng có cản chị, để hư việc của chị hết. Anh ngộ quá, anh là chủ nhà, mà anh không mời chị hai vô nhà nữa. Em à. Anh còn đũa khéo nữa. Anh không biết quý chị hai em gì hết á. Dịu, sao em lớn tiếng vậy em? Chớ chỉ nghĩ coi có người chồng như em. Chị tới chơi anh không một tiếng mời lời. Anh làm cho em khó xử, không biết ăn nói làm sao. Diệu à, còn chị hai nữa. Chị cũng kỳ cục à. Lâu ngày chị em gặp nhau, có việc gì mà chị lại vội. Cứ đòi đi ngay, đi gấp, làm em hết sức ngỡ ngàng. Diệu, Diệu ơi, chị thương em vô cùng. Gặp lại em chị mừng. Chị ở lại á, chỉ có mình em vui thôi à. Chứ ảnh đâu có vui. Không mà anh mới sĩ à. Chủ nhà gì ngộ quá, không mời lời một tiếng cho người ta ở lại nữa. Mời chị hai vô nhà đi anh. Chị hai. Ừ. Chị mời chị hai ở lại nhà chơi với vợ chồng mình. Chị ở lại cho vợ em nó vui lòng nha chị. Hai. Chị hai. Anh lượm thởm quá à. Thôi đi, kêu chị hai ở lại chơi với vợ chồng mình. Mà mặt anh biết sĩ à, không có vui vậy đâu á. Rồi lên đi. Vui đi. Thôi, hai em đừng có cãi vã với nhau nữa. Chị ở lại với em đây nè. Hay quá, chị hai ở lại với em á chị hai. Chị hai, vui quá à. Chị hai đừng có đi nghe không. Em nhớ chị hai nhiều lắm á. À, chị hai nè, ba má khỏe hết hả em? Ừ, ba má khỏe. Dịu. Mà chị nghe em hỏi nè, sao hôm đám cưới đó chị không về dự đám cưới của em vậy? Em có gửi thư mời đó, bộ chị không có nhận được thư em hết chị hai? Chị không nhận được bức thư nào hết. Có lẽ là do chị đã dời nhà. Chị không còn ở địa chỉ cũ nữa. Nhận được thư em, dẫu biết rằng em thành hôn với Dưỡng Ba đây. À, không, dẫu biết em thành hôn với ai đi nữa, thì chị cũng ráng về với em. Để mừng ngày em xuất gia, mặt mày với nơi sống bài.
sự là từng yêu thương người thầy. Xin đừng có nói ra mà tội nghiệp cho em của người ta. Thà chịu khổ một mình chứ đừng để sầu cho em. Chị hai, chị biết chuyện này nữa hả chị hai? Chị nói em nghe đi chị hai. Ôi đau đớn thay, gọi tên em mà gọi chẳng đến lời. Nhiều ơi em hãy nghe đây là sự thật. Không, chưa ba. Sự thật. Phải như vậy, Diệu ơi, chị hai của em, chị hai của em là... Không, Dương Ba ơi, tôi dám Dương Ba, tôi là Dương Ba mà. Thôi chẳng, hai em cứ đi. Chị hai, hai. Chị hai. Thưa má, Diệu, em đến đây làm gì? Đến để biết vì sao anh luôn buồn bã, và tại vì sao anh luôn bỏ nhà đi biệt tâm. Anh Tùng, em đã biết hết rồi anh à. Em đã biết tất cả rồi à? Phải. Một ni cô ở chùa này đã thuật lại cho em nghe. Tùng ơi, nếu anh còn thương người ta tại sao? Tại sao anh đi cưới em làm gì? Chứ tội nghiệp thân em vậy anh. Má, con thiệt là vô phước má. Có được một người chị, vậy mà ngày con lấy chồng chị cũng không về. Tới chừng chị lại thăm em, chị em chưa nói hết lời với nhau thì chị lại bỏ đi. Còn có chồng thì chồng lại hững hờ lạnh giá. Bỏ nhà ngày này qua ngày kia để theo đuổi một người tình cũ. Mà trời ơi, người tình cũ ấy lại là một ni cô Âu và anh Tùng. Tùng ơi, chỉ có
người đó là ai. Em muốn gặp mặt người đó, em cần nói chuyện với người đó một chút. Anh chỉ giùm em đi, người đó là ai vậy anh? Gì? Người đó chính là chị hai. Sao chị lại đi tu? Chị hai, chị có buồn em không chị hai? Không, chị thương em lắm. Diệp, đã đến lúc anh phải cho em biết diệp một sự thật. Mô sự... Phật, Bậc Ni đã nói với Thế Chủ, việc đó không còn gì để nhắc lại nữa. Chị hai, em xin chị mà chị hai, chị đừng giấu em, tội nghiệp em chị hai à. Mô Phật, em biết cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ càng đau khổ thêm thôi. Nhưng không biết em càng đau khổ hơn nữa chị hai à. Thà biết mà đau khổ, nhưng ít ra mình cũng biết mình đau khổ vì cái gì. Diệu, Diệu ơi, em không thể nào ngờ rằng trước kia chị hai và anh đã có một thời gian yêu nhau tha thiết. Hả? Thật vậy sao con? Anh Tùng, có thật vậy không anh? Phải. Sau gần một năm dài sống trong tình yêu thâm thiết, chị hai và anh đã thề nguyện sẽ cùng nhau nên giờ nên chồng.
đồng chí đâu còn dưng bận nở trần ơi. Hơn 20 năm không tìm ra một chút nương tâm, quả là chỉ không có duyên cùng trần thế. Nhưng em ơi chỉ biết rằng chỉ đi tu là để buồn cho ba má, để khổ cho hai em. Nhưng hỡi những người thân yêu của tôi ơi, nếu thương tôi xin đừng đòi hỏi gì ở tôi nữa. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật giúp cho con quên nỗi ai bế, quên điều khổ lụy và quên đi nửa kiếp má hồng. Với tình tôi đã xử xong, với em chỉ cũng đã giữ tròn, nhưng với ba má, xin ba má hãy tha tôi cho con, vì con chẳng tròn ơn dưỡng dục sống thành. Từ khi ba con đuổi con đi, lòng má buồn dai dứt. Mỗi lần bước ra trước cửa hàng ba là má nhớ tới mái tóc thả dòng của con. Con hứa với má, con về nhà chồng con vẫn giữ mái tóc thả dòng của má. Nhưng bây giờ mẹ con đã gặp mặt nhau đây. Hàng ba xưa vẫn còn đó, nhưng mái tóc thả dòng đâu còn nữa con ơi. Trời ơi, ai đã cắt tóc của con tôi? Xin hãy trả lại cho nó, như trả lại đời con gái. Ơi, mái tóc dài đậm đục, con đã từng ve vuốt ấp ủ, rồi nơi phồn hoa trong một buổi chiều, người ta đã cắt đi của con phân nửa để uống quăng lên, không phải cho con xinh đẹp, mà để xóa nhòa một hình ảnh hiền lương. Cho ngựa xe sống vấn chiều, thân tan tác mà chút lòng không thua. Rồi trong một đêm, con vừa đau vừa tối, con lại cầm dao cắt mái tóc sau cùng. Ngoài trời mưa gió dần ung dung, trong phòng âm còn một kẻ quá đau lòng mà ngất liền. Đến khi con tỉnh dậy, sờ lên đầu thì tóc đâu không còn nữa, con mới hoảng hốt la lên: trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi? Má ơi, chừng nhớ ra thì chính tay con đã cắt tóc của con rồi.
trời cho con ăn ngủ yên, để cho tóc của con mai dài lại như xưa. Rồi mỗi buổi trưa hè, má mang kiến già ngồi chải tóc con. Má ơi, đây là phân nửa bao tóc mà con đã tiêu cơm giờ. Nay con xin gửi lại cho ba dưới má. Ba tóc dịu mềm suôn sẻ này là linh hồn của đứa con lạc loài ba phân. Còn mớ tóc ương quân kia là mớ tóc nửa đời hương vấn. Con đã rời chôn dưới cửa Phật đài. Sao chị hai? Vĩnh biệt hai em.